Một từ nữa này, một từ nữa, tôi không đoán, không nhận ra. Bạn ấy còn một từ nữa, đó là từ nose. Ok, bạn nói là no. Ngân nói là no. No có nghĩa là không. Nhưng nose là cái mũi. Ok, nó khác đúng không? No. No, I don't want. Tớ không thích, tớ không muốn. But khi mà chúng mình nói nose, và cô Ngọc chắc chắn là cái từ đấy là cái mũi. Ok. Và mình chỉ cần để ý một xíu xíu thôi là đã khác rồi đúng không nhỉ? Ok, so các bạn nào để ý không? Yes, ok, cảm ơn nha. Mình sẽ không mắc lỗi này nữa nhá. Về các bạn lớp 1, lớp 2 nha. Cái này là không 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 được mắc sai nữa. Đó thì bạn này có 3 từ này. Thứ nhất là từ hair. Thứ hai, mouth. Thứ ba, đó là nose. Ok. Và đây cũng là một à đây cũng là ba lỗi sai phổ biến nhất trong tất cả các bài tập của các bạn. Còn đâu thì những từ khác đều rất là ổn. Các bạn đều biết được rằng là hand and hands. Ok. Các bạn đều dùng được danh từ số nhiều rồi cho nên cô sẽ không nhắc lại nữa. Các con đều rất là cố gắng tiến bộ nha. Mình chỉ có nêu thôi và rất cảm ơn bạn Ngân. Bởi vì Ngân gửi bài rất là đều cho nên cô biết được những cái lỗi mà Ngân đang mắc phải và giúp Ngân sửa từng ngày. Và cũng như bài của Khang nha, hôm nay mình sẽ xem bài của Khang. Đây này, bạn này cũng hay này, Gia Linh có cái tai mèo đáng yêu lắm. Đó, cô vừa nhận xét bài Gia Linh rồi, Hiền cũng thế này, Hiền phải thầy Quân nhận xét một chút rồi này. Đó, bạn này cũng hay, đâu cô muốn cho các bạn xem một bài mà phải thực sự là tiến bộ cơ đây. Cho các bạn xem nhân vật của ngày hôm nay. Quá tuyệt vời. Yeah. This is my father. Uh-huh. This is my mother. Uh-huh. This is my brother. Uh-huh. This is a bird. Yes. This is a dog. Yes. This is a chicken. Chicken. This is a cow. Cow. This is a pig. Pig. Okay. This is a pig's ears. Các con có nhận ra không? Pig's eyes. Bạn nhá, bạn ấy dùng cả sở hữu cách để bạn ấy diễn tả nha. Cô không đùa đâu, bạn ấy nhớ bài lắm mà đây là bài trước rồi. These are pig's eyes. Đây là những chiếc mắt của con lợn trời. Tuyệt vời con ạ. Tuyệt vời quá. Bài này cô phải nói là bài xuất sắc nhất cho tất cả các bài mà bạn nộp cho cô ấy. Và cô phải tuyên dương bạn ngày hôm nay cho các con biết. This is my pig's, pig's nose. Yeah. Pig's. Pig's nha. Pig's nha. Bạn ấy đọc chuẩn luôn. Pig's chứ không phải big. Pig là cái con lợn ấy, con heo á. Còn cái từ big nó lại là to. Tuyệt vời khác. Quá tuyệt con ạ. Đó. This is big mouth. Đấy, con khi mà các bạn luyện tập như bạn Khang này thì chính ra là Khang học cũng 10 buổi nhỉ. Đó. Thế là Khang gửi bài cháo hôm nào sót cả. Cô ở trước thì các con nhớ nhá, các con nhớ là mình ngoài việc mình học ở trên lớp này hay học ở trong lớp học của cô ra thì các con cũng phải luyện tập thêm, nghe nhiều video, hát nhiều, xem nhiều, đọc nhiều, nói nhiều và luyện tập hơn nữa thì các bạn sẽ có phản xạ tiếng Anh tốt thôi và sau này cô Ngọc còn phải chạy theo nữa. Ok. Nào, thế nhá. Thế là mình hôm trước là mình đã học được rất 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 nhiều bộ phận trên cơ thể rồi đúng không nhỉ? Thì bây giờ cô muốn là cô sẽ share một số những cái từ nha, những cái bạn là monsters rất là đáng yêu đúng không? Vì cô muốn các bạn là giúp cô là miêu tả những cái bạn này xem sao đúng không nhỉ? Đây bài tập của cô Ngọc đây này. Đấy, bài tập của cô Ngọc hôm trước bạn nào quên mất thì nhớ là về nhà là làm cho cô nhá. Không là cô không biết thằng nào mà lần không. Ok, so we move to the task one today. Listen, point, say. Ok.
Today we have two monsters, okay? Today we have two monsters. Hôm nay cô có hai bạn quái vật. Cô muốn gọi một bạn để có thể làm miêu tả hai bạn này cho cô. Bạn nào nhỉ? Can you raise your hand? Who's volunteer for me, please? Ai giơ tay nhỉ? Ai giơ tay cho cô gọi nào? Ôi dồi ôi, giơ tay nhanh quá. Có bạn nào xung phong không? Bạn nào xung phong? Cô chào Đinh Huệ Lâm nha. Có bạn nào xung phong không? Xung phong tả bạn nào? Bạn nào mở cam? Bạn nào mở mở camera thì cô xem nào. Okay. I want to ask Nguyễn An Phú à? Bé Phú. Okay. Hello, can you hear me clearly? Yes. Okay, thank you. I saw that you put the name is Nguyễn An Phú. Is this your name? Yeah. Is this your name? Your name is Phú, right? Yes. Okay, Phú. And how old are you now? I'm 8 years old. Yeah, you are 8 years old. Mm-hmm. Okay, Phú, I have a challenge for you. Are you ready? Yes. Okay. In the first picture, about the green one here, a monster. What is his name? Erika. Yes, Erika. Good job. And can you describe for me that? How does it look like? Describe. Uh-huh. Can you describe? Con có thể tả không nhỉ? Uh-huh. How many eyes? These are 3 eyes. Okay, I will guide you a new structure. Cô sẽ hướng dẫn con có một cách nói nha. Nó đúng không? Cái con quái vật này đúng không? Yeah. Có, has. It has. Con vừa nói là mấy mắt. Mấy mắt nhỉ? Three. Okay. It has 3 eyes. Okay, great. And are there anything else? Có cái gì khác không? How many teeth? How many teeth here? How many teeth does it have? It has 9 teeth. 9 teeth. Chỉ là teeth thôi. Teeth thôi, teeth nó đang mang nghĩa là danh từ số nhiều rồi. Cảm ơn nha. Đây cũng là từ đặc biệt. Chắc là cô chưa dạy đúng không? Ok, cô chưa dạy con từ này. Ok, rồi teeth nha. Ok. And how about his tongue? His tongue. Yeah. His tongue. It has one tongue. Yeah. And what color is this? It has green. Yeah, yeah. What color of his tongue? What color? It is red. Red, great. And can you see that? It has a big head. Do you think that it is his body or it is his head? Con nghĩ đây là cái đầu hay là cái người của bạn ấy? Body or head? Body. In my opinion, I think that is a head. It has no body.
theo quan điểm của cô thôi, còn con có quan điểm nào thì mình cứ nghĩ thế nha. Thế nào cũng đúng hết. Okay. And the last question for you, Phú. How many legs does it have? It has 3 legs. 3 legs? No, 2 legs. 2 legs. Okay. It has 2 legs here. Okay, thank you for you. So great. Cô chưa thấy Phú gửi bài tập cô nhỉ? Trong hôm nay gửi bài tập cho cô nhá. Okay? Yes or no? Yes. Yes, okay. Thank you. Gửi bài rồi mà. Okay. Chắc là cô chưa nhìn thấy. Okay, thank you Phú. And another people, please. Cô sẽ xem trên box chat nào. Box chat nào. Okay, vừa nãy là Phú rồi nè. Thì đường truyền mạng không tốt nên hình ảnh không được nét nhưng vẫn nhìn được đúng không các con? Okay. Có bạn nào không? Có bạn nào trên box chat muốn như bạn Phú không? Who volunteer please? We have another monster. We have another monster. We need to describe about it. Đây cũng là một cái bài cũng khá mới cho nên là cô cũng phải rất là cẩn trọng cho các bạn đó. Có bạn nào volunteer không? Sợ không? Sợ, ôi trời ơi. Trời ơi các bạn mà sợ. Nào thế bây giờ cô sẽ giúp đỡ các bạn nhá. Vừa rồi bạn Phú có sử dụng cấu trúc là nó có, đúng không? Cái vật, đây là vật đúng không? Thì mình sẽ dùng it. Còn nếu mà các con muốn nhân hóa lên là muốn gọi các bạn ấy cứ như là con người ấy, ví dụ như là anh ấy hoặc là cô ấy chẳng hạn, đó thì cũng được. Thì ở đây cô chỉ dùng cấu trúc là it has thôi, là nó có đúng không? Nó có 3 mắt. It has 3 eyes. Nó có 1 chiếc miệng. It has 1 mouth. It has 9 teeth. Okay. And the next, I want to ask, how many eyes here? Cả lớp comment cho cô nào. How many eyes here? It has. How many eyes? How many? Cả lớp nhỉ? Cả lớp ơi, xem cho cô cái bạn thứ hai nào. Có bao nhiêu nhỉ? Bạn này có bao nhiêu mắt? Comment cho cô nào. Comment cho cô biết nào. How many eyes does it have? How many eyes does it have? Okay. How many eyes does it have? Xem nào. Bạn Tuấn Kiệt. Ok, hello Tuấn Kiệt. Hello teacher. Okay, I just want to ask you that how old are you now? How old are you now? I'm happy. You're happy, but I want to ask about your age. I am 24 now, and how about you? How old are you? I'm eight old. You. I'm old, you eight. You eight. Are eight? Yes. Okay. Yes. Okay, kid. Can you show me how many eyes here? Two eyes. Okay, 2 eyes. Great. And how many ear? 0 ear. 0 ear. So smart. And how many hands does it have? 4 hands. Can you read it in 1 sentence for me, please? It has 4 hands. Hands. Okay. Con đọc cả câu nào. It has 4 hands. Your hands. Nào, lại một lần nữa nào. It has 4 hands. Okay. It has 4 hands. 4 hands. Great. And how many legs does it have?
How many legs? Two legs. Nhớ nhá, legs. Nhiều cái chân mà. Legs. And the last one is how many teeth does it have? Three teeth. Yeah, three teeth. Thank you, Kia. You're so great. Mấy bạn ở đây học tốt ghê ha. Thank you. Yeah, đó thì như bạn Phú với bạn Kiệt nha. Bạn Phú với bạn Kiệt làm bài rất là tốt đấy. Thì có không? Thì có một cái câu mà cô xuất vừa nãy giờ cứ hỏi đi hỏi lại các bạn. Đó là how many and how many, okay? Và để làm rõ hơn về việc là cô đang nói cái gì, đúng không? Cô đang hỏi gì thì cô sẽ tiếp tục nào. Mình sẽ tiếp tục. Oh, mouse. Okay, thank you. Mình sẽ tiếp tục nha. Mình sẽ có cấu trúc này. Tôi có, đúng không? Vừa nãy là nó chỉ sự vật, sự việc rồi. Thì bây giờ mình sẽ nói là tôi, đúng không? Cả lớp nào? Tai nghe đâu hết rồi nhỉ? Tai nghe đâu hết rồi? Ok, tốt lắm. Nào, mình sẽ bắt đầu nghe nha. Page 27, Activity 3. Listen, point and say. 1. Nhớ nha, listen này, xong thì where's your pencil? Lấy cái pencil đâu? Where's your pencil? Listen, point and say. Listen, point and say. Nhớ nha, lấy cái pencil ra nào. Cô thì không có cái pencil đây. Thì các bạn lấy pencil của các bạn ra nha, để mình chỉ ở màn hình nào. Ok, are you ready? Cô xem một loạt xem nào. Cái pencil đâu? Đâu hết rồi? Ok, I see it. Ok, great. Cô nhìn thấy rồi. Ok, nào, bắt đầu nhá. Let's start it. I have two ears. I have two ears. Ok, one more time. I have two ears. Okay. Tớ có hai chiếc tai. Okay. One more time. I have two ears. Okay, luyện tập lại một lần nữa nào. I have two ears. Okay, các bạn làm tốt lắm. Nào, tiếp tục nào. The next. Two. I have one mouth. Okay. I have one mouth. Okay. One more time. I have one mouth. Nhớ nhá, mouth. Okay. I have one mouth. Cô xem một loạt một lớp mình xem có đang đọc không nhỉ? Okay, các bạn đọc nào. I have one mouth. Yeah. Tốt lắm Hoàng Dũng, tốt Võ Minh Khang. Minh Khang đâu cái camera, con đâu rồi? Sao lại để mỗi cái tóc cái kia? Yeah, đâu? Con đọc xem nào. Để mở mic cho tôi xem nào. Mất máy mồm, không biết đâu. Hello. Hello. Yes, can you read out of this sentence for me, please, Khang? One mouth. Ok, great, thank you. Đấy, nhớ nha, che cái chỏm đầu, ai mà biết được. Tiếp tục nào, Hiệp đâu nhở? Hiệp đâu nhở? Hiệp làm bài tốt lắm. Đâu nhở, Hiệp mở mic cho tôi coi nào. Ok, hello Hiệp. Hello. Yes, can you read out loud for me? Right pronunciation. I have one mouth. Oh my god, this is great. Yeah, I have one mouth. Rất xuất sắc. Mà Hiệp cho cô tâm sự tí là Hiệp thường thường là ai rèn cho con tiếng Anh mà con phát âm giỏi ấy? Ai ở trong nhà? Bố à? Bố cho con học tiếng Anh thế nào? Bố cho con học tiếng Anh như thế nào? Con chia sẻ cho các bạn nào. Con học Ray Speed với cả Little Fox. À, thế con đọc kể chuyện, cô thấy là con hay hay kể chuyện ấy.
Con hay đọc truyện hay là hay nghe nhạc không? Có ạ. Có à, nhiều lắm đúng không? Tự tin lắm. Thế là sau nhớ nếu mà được có thời gian thì con viết bài lên trên nhóm giỏi tiếng Anh cùng con này, xong rồi con chia sẻ cho các bạn cách học tiếng Anh nhá, tại vì cô thấy con học giỏi quá trời luôn. Con nói phát âm chuẩn lắm nhá. Hứa với cô nhá. Ok không? Ok. Yeah, thank you Hiệp. Yeah, đó, như bạn Hiệp này. Ok, nào tiếp tục nào. Next, các bạn nhớ nhá. Cô mở ở đâu là các bạn luyện đọc cho đến đó đó. Three. I have 10 fingers. Ok, nếu mà nó hơi nhanh một chút thì cô sẽ đọc chậm một chút. Ok. I have 10 fingers. One more time. I have 10 fingers. Ok, let me see my students now. Ok. Nào các bạn đọc to nào, các bạn giơ tay lên nào. Ok, raise your hands please. Raise your hands please and say it after me. I have 10 fingers. One more time. I have 10 fingers. Ok. Yeah, that's great. And four. The fourth. Four. I have 2 feet. Uh-huh. Đúng không? Đây là cái danh từ số nhiều mà cô đã đề cập vào buổi thứ 9. Rằng là nó không có phải là foot mà đây là feet. Đúng không? Uh-huh. Nào một lần nào. Bây giờ lôi cái tay đặt vào hai cái bàn chân cho cô. Ok. Giờ tay cô đây. Cô đặt vào chân này. Uh-huh. Và nói to nào. I have 2 feet. One more time. I have 2 feet. Okay. Once again. I have 2 feet. Nhớ nha, các bạn khi đọc nha, không, mặc dù nó là câu rất là dễ, nhưng mà không được để nuốt âm là một. Okay. Mất âm đuôi là 2. Mất âm gió là 3. Nó sẽ thành một câu không hề có nghĩa. Ok. Sau nếu mà bạn nào mà không thể đọc nhanh được thì mình cứ nói chậm. I have 2 feet. I have 2 feet. Ok. Nào tiếp tục. Next. 5. I have 2 hands. I have 2 hands. Cái này dễ rồi, bạn nào cũng nói được đúng không? I have 2 hands. And the last one? 6. I have 10 toes. I have 10 toes. Okay, toes. Ngón chân. I have 10 toes. Các bạn đâu nhỉ? Ngón chân đâu nhỉ? Ngày xưa nhá, ngày xưa cái ngón chân cái của cô với cái ngón gần chân cái của cô ấy nó chập vào nhau ấy. Cho nên là nếu mà tính ra là cô chỉ có 9 ngón thôi. 9 ngón chân rồi. I have 9 toes. Nhưng mà lúc cô lớn lên thì cô có làm một cuộc tiểu phẫu nhỏ nhỏ để cô tách hai cái ngón ấy ra. Thế bây giờ cô lại có 10 ngón rồi. Có bạn nào giống trường hợp của cô? Yeah, I have 10 toes. Okay. I have 10 toes. Đúng rồi, cô, nếu mà tính ra là đúng là cô Ngọc chỉ có 9 ngón chân rồi đấy. Okay, nào. Cảm ơn các con nha. Bài này nha sẽ là bài tập về nhà đó. Và đây là một cái câu hỏi mà cô hỏi từ đầu đến cuối buổi. Mình sẽ không muốn là học nhiều ngữ pháp. Tuy nhiên là để nói thuận miệng thì mình phải học một chút. Nha. How many? How many? How many là có bao nhiêu đúng không? Có bao nhiêu cái? Tai. Mà anh ấy có cái từ have có nghĩa là có. Các bạn đọc là have. Ok. Have. Next. Okay. Bạn này trả lời là he has 2 ears. Có sẽ có rất nhiều bạn thắc mắc tại sao ở đây là have verb và ở đây là has. Have or has. Thì các con chỉ cần nhớ là trong câu hỏi thì động từ người ta giữ nguyên, có nghĩa là từ như thế nào thì nó vẫn như thế. Từ have nghĩa là có, have, có,
giữ nguyên trong câu hỏi. Trong bất cứ câu hỏi nào đều được giữ nguyên hiện trạng, không thêm, không bớt. Cái từ đấy không biến đổi. Còn khi mà mình trả lời với những câu đối với chủ thể là số ít, ví dụ từ he này, nó chỉ là một chàng trai thôi, one boy, ok, một cậu nhóc thôi đúng không? Hoặc là một bác nào đấy, một chú nào đấy, nói chung là một, thì mình phải chuyển cái từ have này nó thành cái từ has. Ok, nào để làm sáng rõ hơn cho cái việc này thì mình sẽ cùng nhau viết ra đây nhá. Mình có từ là he đúng không? Là cái này các bạn sẽ được xem lại, cho nên là các bạn không phải lo nhá, xem lại mình sẽ viết ra vở sau. Anh ấy đúng không? Cô ấy, cái này bạn nào biết chưa? Bác ấy, bác nam ấy. Ok, she, cô ấy, à chết rồi, thế thì xin lỗi nha, không phải, đấy, he là anh ấy, bác nam ấy, chú ấy, em trai đó, nói chung là nói về con trai, đúng không? Ôi trời ơi, mày quá học sinh nhắc lại cậu, chứ sợ, đúng không nhỉ, cô ấy, chị ấy, bác ấy, thím ấy, đúng không? Bác gái đó. Ok. Nói chung là nói về con gái, đúng không? Có từ it. It là nó, sự việc đó. Nói chung là nó là nói về vật, động vật. Và tất cả cái này đều chỉ một. Một cái người đó, một cái người anh đấy, một cái bác nam ấy. Thứ hai là she, là một cái người con gái đó. Và it là một cái vật đó. Cô lấy ví dụ là cô có một cái remote. Đó, remote, cái điều khiển. It. Ok. Nhưng khi mà cô muốn nói là cô ấy, thì cô có thể là khoanh vào bạn này này, đúng không? She, đúng không? She, và đây là he, ok, he, ok, à, mình sẽ tắt cái này đi cho đỡ bẩn nhá. Ok, nào mình nghe một chút nha. Page 27, activity 4. Look at 3. Listen. Ask and answer with a partner. How many ears does he have? He has 2 ears. Okay. How many ears does he have? Có bao nhiêu chiếc tai mà cậu ấy có? Thì cậu bạn này trả lời, cậu ấy có 2 chiếc tai, đúng không? Là đang nói về một bạn nam khác đó, một người khác đó. Mình đang nói về người khác nha. Tiếp tục. Và bạn nữ tiếp tục hỏi, does your sister have long hair? Hôm nay mình có một cái cụm mới, đó là long hair. Long hair here. Cô làm, cô có này, I have long hair. Cô có mái tóc dài, từ long hair. Thì bạn ấy trả lời, no, she doesn't. She has short hair. Ok, đúng không? Bạn ấy trả lời luôn, không, cô ấy không phải như thế đâu. Cô ấy có một cái bộ tóc ngắn. Bạn nào trong lớp mình đang có tóc ngắn? Tóc ngắn? Tóc ngắn giơ tay nào. Ai là đâu bảo ăn tóc ngắn? Ok, AD1 Administrator cũng không biết tên bạn này, nhưng mà bạn này rất tích cực nha. Cái bạn áo hồng đeo tai nghe trắng, áo sơ mi trắng ấy, đúng không? Con để tên tiếng Anh đúng không? Ok, rồi Lê Minh Hạnh tóc ngắn. Ok, rồi Khánh Hà, Andy Lizer tóc ngắn không hay tóc dài con? Andy à? Khánh Hà ấy. Khánh Hà tóc ngắn hay tóc dài? Nhưng mọi lần thấy buộc tóc đằng sau mà.
À, tóc dài, long hair. Ok, Thảo My mở tóc xem nào. Thảo My mở tóc cô xem nào. Thảo My tóc ngắn hay tóc dài? Cô thấy tóc dài sao chứ? Phải tóc ngắn không? Nếu tóc dài tóc ngắn con, Thảo My là mở mic à? Ok. Hello, hello Thảo My. Chào cô. Yeah, so does your hair, do you have long hair or short hair? Do you have long hair? Con có tóc dài không? Do you have long hair? Yes or no? Yes. Yes, okay. And how about your mother? Does your mother have long hair? Does your mother have long hair? Mẹ con tóc có dài không? Có tóc dài không? Tóc ngắn. Tóc ngắn thì con sẽ trả lời như nào? Như bạn Nam trả lời nhỉ? No, she doesn't. Con đọc là? No. She doesn't. Doesn't. Okay, great. Nào, bạn mẹ con nào, cô ấy có tóc ngắn nói như nào nào? She has short hair. Who? Who? Yes. She has short hair. Yeah. Okay, thank you. Yeah, it's easy for you. Hả? Con hiểu chưa nhỉ? Yes or no? Yeah. Yes, okay. Thank you, Thảo My. Good job. Ôi, cẩn thận chị. Okay, nào tiếp tục nha. Cô sẽ có một câu chuyện nhỏ nhỏ xinh xinh để cho các bạn nghe trước. Bạn nhỏ nhỏ xinh xinh để nghe trước một chút. Các con thích nghe chuyện không? Bây giờ bởi vì là các bạn nhá, thường thường là các bạn lười đọc chuyện lắm, cho nên là hôm nay cô phải cho cái bài này vào để mình xem là cái bạn Nam này, bạn ấy tìm bạn chó của bạn ấy như nào nhá. Rồi nhé, lost dog. Okay. Mình sẽ nói về câu chuyện lost dog. Đã nào đã bao giờ bị mất chó chưa? Có ai đã bao giờ bị mất chó chưa? Ai bao giờ bị mất một chú cút con chưa? Bị lạc mất chưa? Cô là có mấy lần rồi, cô buồn lắm. Ok, nào bây giờ để xem là quá trình bạn này, bạn đi tìm chú cún của bạn ấy như nào nhá. Pages 28 and 29. Activity 5. Listen to the story Lost Dog. Do you have my dog? I don't know. Let's see. Okay. Để có thể là cô xem là có bạn nào đọc cùng cô không? Bạn nào nhỉ? Bạn nào ta? Bạn nào đây? Các bạn giơ tay xem là để cô biết à? Các bạn nào xung phong đọc chuyện cùng cô nào? I want to ask Khánh Hà Andy. Okay, Khánh Hà Andy. Khánh Hà. Con đây ạ. Yes, yes, okay. Today I will be the boy and you will be the uncle. Okay? Yeah. Okay. We will listen to the radio first, and then I and you will repeat. Now, thế vừa nãy mình nghe trước rồi, bây giờ cô sẽ đọc lại nha. Do you have my dog? I don't know. Let's see. Okay, thì bây giờ cô dịch trước con dịch sau nha. Bác có nhìn thấy chó của con không? Không. Để xem nào. Bác không biết
để bác xem đúng không? Ok, con hỏi nào, tiếp tục em để cô cho con nghe trước nha. Is this your dog? No, my dog has big ears. Okay, next. Đây là... Nào, con đọc trước là cho các bạn nghe nè. Is this your dog? No. No, my dog has big ears. Ok, thế bây giờ con dịch câu đầu, cô dịch câu sau nhá. Câu đầu là gì đấy? Đây là chó của cháu à? Không ạ. Cháu của cháu thì có những cái tai rất là lớn, tai to ấy. Để tiếp tục xem là bức tranh 3 là nói cái gì nhá. Cô và cháu cùng nghe nhá. Is this your dog? No, my dog has short legs. Ok, cái gì nhỉ? Hà nhỉ? Andy. Đây là chó của cháu à? Thì không, chó của cháu có những cái chiếc chân ngắn cô. Bây cô với trò mình cùng đọc lại nhá. Con đọc lại câu hỏi nào. This is your dog. Is this your dog? Is this your dog? Yes, con sẽ hỏi theo cái kiểu là có phải không á? Mình sẽ lên giọng ở cái câu cuối đúng không? Is this your dog? Nào con đọc lại. Is this your dog? Is this your dog? No, my dog has short legs. À ha. Next, nào bây giờ cô cho mình cùng nghe trước nha. Is this your dog? No, my dog is purple. Okay. Andy dịch cho cô nào. Andy? Con dịch cho I'm cô here. Nào. Yes, okay. Can you translate it into Vietnamese for me? Đây là chó của cháu à? Câu sau bạn ấy trả lời nào. Không, đây chó của cháu có màu tím. Great. And the next. Purple? Oh, does it have big ears? Yes, it does. No, okay, bây giờ con có thể đọc bằng tiếng Anh không? Đúng diễn tả đúng cái trạng thái đấy của bác nào. Purple? Oh, does it have big ears? Yes, it does. Okay, one more time. Con biết sao cô bảo Angie không nào? Angie dịch cho cô là đúng cái trạng thái luôn là dịch nào. Can you translate it into Vietnamese, please? Purple. Màu tím. Màu tím à? Màu tím à? Wow. Ồ, sao nữa nhỉ? Sao bác lại nói nữa nhỉ? Nó có một cái tai to à? Vâng, đúng rồi. Đó, thì có phải cái này mình dịch là màu tím á? À, ồ. Có phải nó có mấy cái tai to không? Thì bạn trả lời là đúng. Chính nó, đúng không? Yes, it does. Và tiếp tục nào, xem nào. Aha, a toy dog. Yes, that's my dog. Thank you. Yeah, Andy, đọc lại câu nào, Andy. Aha, a toy dog. Yes, that's my dog. Thank you. Ok, bây giờ hai cô trò mình sẽ đọc lại từ đầu và mình sẽ đúng cái ngữ điệu nha, đúng hoàn cảnh nha. Nhớ nha. Ok, cái con muốn là bạn nhỏ hay là con muốn là bác lớn nào? Con đưa cô là bạn nhỏ ạ. Ok, thế thì con bắt đầu nha. Nào, the first picture. Do you have my dog? I don't know. Let's see. Is this your dog?
No, my dog has big ears. Okay, my dog has big ears. Okay. Is this your dog? No, my dog has short legs. Has short legs. Nhớ nha, âm gió nha. Okay. Is this your dog? No, my dog is purple. Purple. Oh, does it have big ears? Yes, it does. Aha, a toy dog. Yes, that's my dog. Thank you. Ok, great, Andy. Thank you. Andy đọc rất là tốt nha. Đúng rồi, khi mà mình làm gì ấy, hay là mình nói tiếng Anh ấy, thì cái điều quan trọng ấy, nó không chỉ nằm ở việc là mình phát âm chuẩn, mà mình còn phải đặt từ đó vào trong ngữ cảnh, và mình sẽ diễn tả những cái câu nói của mình sao cho đúng ngữ cảnh, đúng ngữ điệu nhất nhá. Bài này là lần đầu tiên, có thể nói là cũng là lần đầu tiên cô dạy các bạn chi tiết về phần này, để sau này khi mà mình học những bài khó hơn thì cả lớp sẽ cùng cố gắng nha. Ok, thank you Andy, rất là tốt nha. Nào bây giờ bài cuối cùng là mình sẽ tìm cho cô, cô sẽ mở chat lên cho các con nha. Các bạn nào chúng mình sẽ có ba câu đây. Cô đã mở chat rồi, cô đã mở comment rồi. Thì bây giờ các bạn chuẩn bị nha. Bây giờ mình sẽ nghe này. Mình sẽ nghe và mình sẽ làm này cho cô này. Ok. Let's start it. Page 29. Activity 6. Listen and circle. 1. Does your dog have big ears? Yes, it does. One more time. Các bạn nghe được không? Vẫn nhìn được mà. Các con nghe được không? Đây là đang làm. Các con comment cho cô nha. Mình sẽ có câu 1, 2 và 3. Nào thì big ears. Nào là long tail. Ok. Đó, bây giờ xem nào. Bây giờ xem nào. Chó nào là chó của mình nhá. And circle. 1. Does your dog have big ears? Yes, it does. Does your dog have big ears? Yes, it does. Now, trong này có chó như nào? Chó 1 hay chó 2 nào? Câu 1 nào? Chó 1 hay chó 2? Chó 1 á? Chắc chưa? Chó 1 hay chó 2? Big, đúng rồi, big. Các bạn nghe được từ big. Rồi, big ears, chính xác. Chó 1 à? Chó 1 chắc chưa? Thế cô cứ khoanh vào đây nhá. Cô cứ khoanh vào đây nhá. Ok, cô khoanh vào đây cho các bạn nào. Tí nữa kiểm tra chứ cô cũng biết đâu. Đúng không? Next. 2. Does your dog have long legs? No, it doesn't. My dog has short legs. Nào bây giờ nghe lại này. Nghe lại này, tập trung này. Câu 2 này. Câu 2 nhá. Tập trung nhá. 2. Does your dog have long legs? No. It doesn't. My dog has short legs. Does your dog have long legs? Long legs. Chân dài. Okay, chân dài như bắt đầu á. No, it has short legs. Chó 1 hay chó 2? Chó 1 hay chó 2? One or two? Two, one, two. Oh my god. Two. Painful. Cô quanh vào đây nhá. Tiếp nào. Cuối này tập trung này. Three. Is your dog brown? No, my dog is purple. Ok, nghe một lần thôi. Quanh vào đâu nhanh lên. Quickly. Nghe một lần thôi. Quickly. Okay, two. Is that true?
Are you sure with your answer? À, bây giờ kiểm tra nhé. Chắc chắn rồi. Đầu tiên ấy là mình nghe lại nào. Activity 6. Listen and circle. 1. 1. Does your dog have big ears? Yes, it does. Yeah, does your dog have big ears? Chó của bạn có tai to. Đúng rồi, chính nó. 2. Does your dog have long legs? No, it doesn't. My dog has short legs. Does your dog have long legs? No, it doesn't. It has short legs. Okay. Đúng luôn. Câu cuối nha. Câu cuối chắc không phải nghe lại đúng không? Is your dog brown? No, it's purple. Chó của bạn màu nâu à? Không, chó tớ màu tím cơ. Đấy, thế là đúng hết rồi. Đó, thì là bài hôm nay nha, nghe thì có phải không? Mình tổng hợp lại một chút là hôm nay nặng hơn về phần cấu trúc đúng không nhỉ? Mình hỏi về cấu trúc how many, đấy, how many rồi là những cái cấu trúc mà để hỏi nó liên quan đến việc hỏi về miêu tả đúng không? Nào là do you have cái nọ cái kia này, does have cái nọ cái kia này. Đó, nó có cái này cái kia không? Nó có cái nọ cái kia không? Nó có tai to à? Đấy, cô ấy tóc dài à? Đúng không? Cô ấy có tóc dài à? Đấy, có bao nhiêu mắt mà nó có? Đúng chưa nhỉ? Bạn đã đúng hết. Bạn đã đúng hết. Bài dễ quá. Ok. Đó, thì bài hôm nay của chúng mình như thế là hết rồi. Mình lại hết mất rồi. Nguyễn Lương Hà An buồn quá. Hôm sau cô gọi Nguyễn Lương Hà An nhá. Ok, rồi Quản Minh Khánh. Ok, so thì bài tập ngày hôm nay cô sẽ giao lại ở trên Zalo, được chưa? Trên Zalo nha, cô sẽ giao lại bài ở trên Zalo. Và các con có thể một là tự lên Zalo để xem bài tập vào ngày mai. Hai là các con nhờ bố mẹ là xem nhá, để có thể làm nhá. Và nếu có thay đổi vào giờ học, cô sẽ thông báo sau với cả con nha. Ok, nếu mà các bạn happy cho cô một team nào. Happy nào, còn do you happy? Do you happy? Do you happy? Oh my god. If you happy, oh my god, you're so sweet. Yeah, thank you the class. Thank you. Nhớ nha, nhớ là bài làm bài tập ở nhà nha. Bây giờ cô sẽ mở mic cho các con nha. Mở mic ở đâu nhỉ? Mở mic ở đâu nhỉ? Bây giờ mở mic nha. Thế bye bye cả lớp nha. Bye bye nha. Goodbye. Bye teacher. Thầy cô ấn làm gì cô giáo có tự phát. Bây giờ cô biết là con muốn hỏi gì đó. Bye teacher. I need to leave now. Bye bye. Teacher.